Ty Lopez có cái gì hay mà sao ổng nổi tiếng dữ vậy? Thật sự là ổng có nhiều cái hay lắm, nhưng hôm nay mình rút tỉa lại 5 điều để mà chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng học hỏi và có thể thực hành được. Bởi vì Ty Lopez là một trong những cái khuôn mẫu mà nếu mà nhìn về cái khía cạnh lạc quan thì có rất là nhiều điều mình có thể học hỏi được. Cái tôi là Phil Đỗ và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, trong một mình mỗi tuần một suy gẫm một vĩ nhân thì phải nói rằng rất là excited để mà cùng chia sẻ với các bạn về cái vĩ nhân này. Bởi vì Ty Lopez là một trong những người cực kỳ nổi tiếng trên mạng và đưa lại một cái thành công phải nói rằng là ít người đạt được trong quá khứ. Và cái đặc biệt nữa là cái background của ông này á, cũng xuất phát từ bàn tay trắng, rất là nghèo, trong túi không có đồng bạc nào hết, mà thậm chí còn ngủ ở trên couch ở ngoài ghế salon nữa đó. Rồi từ đó ổng mới làm nên danh tiếng của ổng từ từ, từng bước từng bước. Và đến giờ phút này ổng phải nói là một trong những ngôi sao lớn nhất ở nước Mỹ trong thương trường, và đặc biệt là trên YouTube luôn luôn xuất hiện những cái video mà phải nói là hào nhoáng nhất, chiếu những căn nhà mà ổng làm sở hữu giống như một cái lâu đài. Và trong đó thì phải nói là ổng rất là mê xe, và tất cả những cái xe của ổng là toàn là những xe xịn, phải nói là rất là mê. Và ngoài ra ổng lại mỗi một video thì ổng lại có những cái chương trình ổng cho người ta tiền phải như nước. Mà chính vì vậy trên YouTube phải nói ổng tạo ra một cái làn sóng mà theo dõi và liên tục ủng hộ ổng một cách khủng khiếp. Thì mình lại cứ nghĩ rằng ông này chắc chỉ là ngôi sao YouTube mà thôi, và chủ yếu làm để mà lấy tiếng. Nhưng khi mà nghiên cứu vào sâu, học hỏi đó, thì mình mới thấy được rất là nhiều điều hay về ông Ty Lopez và cả một cái quá trình cố gắng và phát triển qua thời gian, chứ không phải là một cái chuyện mà nổi lên dễ dàng và chỉ mong lấy cái tiếng của YouTube thôi. Chẳng hạn như tôi nói cho các bạn một cái thí dụ đây, đến giờ phút này ông này đã thành công và nổi tiếng không những trên YouTube, mà ông này đã bung ra đầu tư mua rất là nhiều các tiệm bán lẻ, mà phải nói các chuỗi bán lẻ nổi tiếng ở nước Mỹ luôn, mà trước đó không ai nghĩ rằng là ai có thể có tài sản mua được một chuỗi thôi, chứ đừng nói một nhiều chuỗi. Chẳng hạn tôi nhớ được ở đây và ghi ra cho đây một số các chuỗi mà ông này ổng mua, các retail chuỗi mà ông này ổng mua là một cách khủng khiếp luôn các bạn. Chẳng hạn như là Model là bán về cái phần đồ thể thao, Radio Shack, Stan Mart, Linens and Things, Dress Barn, The Franklin Mint, The Mentor Box, phải nói là 5 cho tới 10 cái chuỗi cực kỳ lớn bán lẻ ở nước Mỹ. Và khi mà ông mua đó là để làm chi? Ông bắt đầu ông convert qua, ông thay đổi qua một cái mô hình mà vừa bán lẻ tại tiệm và cả online. Bởi vì ông này rất là thành công về online, mặc dù trong quá khứ của ổng, cái background của ổng cũng chỉ là trong thế giới tài chính thôi, nhưng ổng chuyển dần qua thế giới online, digital, và phải nói là ngày nay trở thành một cái người mà có kiến thức rất là bao quát về lĩnh vực tài chính và lĩnh vực digital marketing, và bây giờ đầu tư rất là lớn về trong rất là nhiều công ty khác nhau. Thì hôm nay mình có 5 điều mình muốn chia sẻ với các bạn mà có thể dùng thực hành được trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người làm chủ doanh nghiệp như chúng ta. Ok, thì cái điều thứ nhất này là một trong những lý do mà đưa ông này từ cái người mà chỉ biết một lĩnh vực trở thành rất là nhiều lĩnh vực. Ông này ông có cái câu gọi là learn, learn and learn, có nghĩa là học và học và học. Và đặc biệt rằng mình bị hơi sốc khi mà ông đọc sách từ rất nhỏ. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, ai cầu tiến cũng muốn đọc sách đúng không? Nhưng ông đặt ra cái goal của ông và ông thực hiện đó, là có nghĩa một ngày ông phải đọc một cuốn sách. Thấy dễ sợ chưa? Cá nhân của mình á, bây giờ mình chỉ có đặt ra một tuần mình đọc một cuốn sách thôi. Ông này là một ngày một cuốn sách. Và phải nói là tới giờ phút này là ông phải nói là ông đọc cực kỳ nhiều sách, rất là cả nhiều ngàn sách từ nhỏ tới lớn, thì thử hỏi kiến thức của ông bao quát như thế nào. Ok, đây là cái điều mà mình phải nói là rất là mê và tôn sùng ông. Giống ông cũng đi theo cái trường phái của ông Warren Buffett, rất là đam mê học hỏi. Chỉ có học hỏi mới mang lại cho ông được cái kiến thức
Và theo ổng nữa là mang lại cái hạnh phúc nữa, bởi vì ổng cảm thấy ổng sẽ lớn mạnh lên mỗi ngày chứ không phải dậm chân tại chỗ. Ok, điều đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là cái mà ổng đã làm được mà bản thân cá nhân mình không làm được và cảm thấy mình rất là thất bại là ở cái chỗ này. Đó là việc là ông kêu get a mentor, có nghĩa là người nào muốn thành công cũng phải nên có sư phụ hết. Và ông này từ bàn tay trắng, nghèo, nhưng mà cũng bằng cách này cách kia tìm ra được năm sư phụ, năm mentor. Và chính vì vậy ông học mỗi người chút, mỗi người chỉ ông chút, và từ từ sau đó ông lại bắt đầu ông tiến lên cái bước kế tiếp, tiến lên cái bước kế tiếp, tiến lên cái bước kế tiếp. Nghĩ cái này mà phải nói mình cũng hơi buồn, mà bây giờ thì cũng không trễ, mình cũng đang trên đường tìm sư phụ đây các bạn. Có những cua học mình bỏ 5.000 và sắp sửa có thể đăng ký một cái cua học 10.000, và sau đó muốn được theo sư phụ thì cũng phải trả 50.000 tới có thể trong trường hợp cả 100.000 mới được vô trong một cái nhóm nhỏ. Mình sẽ document, phải ghi lại tất cả những cái lộ trình đó và chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà phải chi hồi trước từ lúc hai mấy tuổi là mình đã đi tìm sư phụ rồi. Bản thân cá nhân của mình cũng không có người cha bên cạnh để mà dìu dắt chỉ cho mình từng bước, mặc dù cha của mình cũng là chủ doanh nghiệp, nhưng mà vì vấn đề tình cảm này chứ không còn ở với gia đình của mình nữa, cho nên từ nhỏ đến lớn là tự mình tự học hỏi thôi. Và bây giờ nghĩ nhìn lại thì thật sự cái điều đó cũng là hơi bất hạnh chút xíu. Và ngay cả cá nhân của mình, cái này là lỗi của mình, khi lớn lên mình cũng không biết đi tìm sư phụ, không tìm cái người mentor cho mình. Bạn thử tưởng tượng đi, trong thể thao hay là trong võ thuật ngày xưa thì ai cũng có sư phụ đúng không, thì người ta mới có thể học giờ học tiến thân được, mặc dù người ta có tài sản. Tài của mình không biết có hay không mà mình đã không chịu tìm, cái đó là phải nói là cái mà thiếu sót vô cùng trong cuộc đời của mình. Nhìn trở lại, đó là điều thứ hai mình rút tỉa ra được từ bài học của Ty Lopez. Và điều thứ ba là reverse engineer to design your lifestyle. Là sao? Có nghĩa là ông này ông dạy ra cái cách mà phải nói nó hơi trừu tượng một chút xíu, nhưng nếu làm được nó cũng theo những cái luật định của những thuyết khác đã dạy, là bạn muốn trở thành người A hay người B, bạn hãy nằm mơ, bạn phải sống, bạn phải nói, bạn phải miên tưởng tới mình là trong cái vị trí đó như thế nào. Ok, rồi bắt đầu bạn mới reverse engineer, có nghĩa là design ngược trở lại, đi ngược trở lại, và mình biết được mình cần phải làm cái gì để mình đi tới cái đoạn đường đó. Cái này cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu thật sự bản thân cá nhân mình nếu là người mê travel đi, thì mình phải design, mình biết rằng chung tương lai mình sẽ travel, thì mình phải design cái business của mình như thế nào để mà nó không bị mình phải có lúc nào cũng phải có mặt ở đó, đúng không? Đó, nếu mà không nghĩ tới cái chuyện đó thì lúc này mình đi get into cái business mà vô cái business mà sai cái là sau này là muốn đi travel cũng đâu có được đâu. Okay. Cho nên những cái đó là một cái thí dụ đơn giản, nhưng mà có rất là nhiều cái, chẳng hạn như bạn muốn đi tu, bạn muốn đọc sách, bạn muốn cái gì đó mà đưa lại niềm vui của cuộc sống, thì bạn phải tưởng tượng mình đang ở trong vị trí đó 5 năm, 10 năm, và từ đó mình reverse engineer, mình đi ngược trở lại. Okay. Thì mình mới đi đúng đường được, chứ không phải đi sai. Chứ không, trong quá khứ của mình cũng đi sai rất là nhiều, đi xong nửa đường nó ủa mình làm cái này để làm chi vậy, mình đang chạy theo tiền thấy ồ, nhưng mà cái tiền đó có mang lại cái mục tiêu mình đang nhắm tới hay không. Đó là điều thứ ba mình rút tỉa ra được rất là hay từ ông Ty Lopez. Điều thứ tư là test, optimize and repeat the process on everything in life. Okay. Cái này là cái mà ngay cả những người nổi tiếng nhất cũng từng dạy mình, từ tỷ phú cho tới người thành công nhất, họ luôn luôn nghĩ rằng cuộc đời là một cái cuộc phiêu lưu thử nghiệm, không có cái silver bullet, không có một cái magic nào mà có thể, hay là một công thức nào mà người đi trước biết được và người đi sau cứ theo đó mà làm. Ông cũng phải test từng chút, ông cũng phải optimize, ông cũng phải lặp đi lặp lại. Trong digital marketing đó, nó có một cái concept nó gọi là A-B testing hoặc là split test, có nghĩa là dù cho
cái video ra nó ra như cũng cùng cái idea đó, nhưng mà cái hôm nay bận cái áo màu trắng, ngày mai bận áo màu xanh, có thể nó sẽ tạo ra cái lượng view khác nhau. Và ông này ổng cũng sẽ sống như vậy, ổng bất cứ cái gì cũng phải không sợ hãi, can đảm, test rồi optimize, mà nếu được rồi bắt đầu repeat cái process đó, và không sợ thất bại, thất bại đứng lên test tiếp rồi optimize tiếp. Đó là cái mà mình rất là e ngại, cái gì thất bại là mình không dám đi nữa. Không phải, đối với ông này nếu mà thất bại đó là cơ hội để mình học và mình rút kinh nghiệm, thì lần sau mình sẽ thành công hơn, giống như bài học của những người khác. Và chính vì vậy mình cũng rất là khâm phục cái ông này. Ok, và điều thứ năm là cái điều mà tự nhiên nó cũng trùng với lại cái quan điểm sống của mình. Thì khi mình nghe được ông này nói cái câu này thì mình cảm thấy rất là phù hợp và cảm thấy trúng ý rồi. Ok, ông nói là change your mind, change your life. Còn cái câu của mình á là change my habit, I change my life. Một cái có nghĩa là mình á, mình thay đổi cái thói quen của mình sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Còn ông này á, ông còn cao hơn một bậc, nói là thay đổi tư duy, bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Ok, cái đó đúng sự thật. Mọi thứ mình, cái tư tưởng của mình và cái thói quen mình phải đi trước thì mình mới tìm được cái đồng tiền trong kinh doanh. Chứ đừng nghĩ rằng mình tìm đồng tiền trước, mình giàu trước rồi bắt đầu mình mới thay đổi cái cách sống, cái thói quen của mình. Okay, không phải như vậy. Mình có xứng đáng được tới cái con người đó hay không thì mình phải thổ lộ ra trước, mình phải chứng tỏ trước, trước khi lực vũ trụ cho mình cái đồng tiền đó. Nói thẳng là như vậy. Ok, và cái ý này thật sự là rất là resonate với cá nhân của mình. Và chính vì vậy mới bây giờ mình cũng đang thay đổi từng habit đấy. Giống như có những cái habit mà ví dụ mình muốn cho giảm cân đi, mình phải đòi thay đổi thói quen thôi. Những cái nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như là đi tới sở làm ngay cái parking của mình á, tuy mình là boss nhưng mà mình đậu xe ca xa nhất, rồi từ đó mình đi bộ vào. Thì mỗi ngày á, đi bộ thêm cũng chừng vài chục bước thôi, đâu có bao nhiêu đâu, nhưng mà cái đó là một hình thức mình tập để mình change cái habit của mình. Thì khi change habit rồi, những cái good thing nó sẽ happen. Okay, nhân viên nó có hỏi thì có nhiều người chắc cũng chẳng hiểu được cái đó. Thật ra nó cũng chưa chắc rằng là đi thêm vài chục bước đó nó sẽ cho mình giảm cân được, nhưng ít nhất nó tập luyện cho cái đầu óc mình đó là mình phải get into changing the habit. Okay, những cái thói quen như là đậu xe mình vừa mới nói, hay là về tới nhà cầm cái remote lên mở TV. Ok, hay là sáng thức dậy là phải cầm cái phone check Facebook. Như tất cả những cái thói quen mà nếu mình suy gặm lại mình sẽ thấy rằng nó xấu cho mình. Ok, thì cái đó là cái mà ông Tai Lopez ổng luôn luôn mong muốn rằng là cái mindset phải là cái tiên phong dẫn đầu cho cái sự thành đạt của cuộc đời, chứ không phải là cái thủ thực hay là cái cách thức thực hiện bất cứ một cái công việc nào. Ok, rồi cái cuối cùng, mặc dù mình chỉ có 5 cái thôi nhưng mà có chia sẻ với bạn thêm một cái thứ 6 nữa. Ok, đó là nói ra thì chắc có thể bị cười á, nhưng mà sự thật rằng là ông rất là đúng khi mà ông nói rằng muốn thành công mình phải biết mình. You have to know yourself. Ok, nó rất là chính xác luôn. Bởi vì thật sự có thể sống tới từng tuổi này trên 40 rồi mà bản thân mình cũng chưa chắc mình biết được rằng là thế mạnh của mình là gì, khuyết điểm của mình là gì. Có thể biết chút chút thôi, nhưng mà mỗi hàng ngày bạn có suy nghĩ về cái khía cạnh đó hay không? Mà khi mà suy nghĩ sâu xa, mình biết được cái thế mạnh của mình thì mình đầu tư, mình đánh mạnh vào. Và cái khuyết điểm nào của mình thì mình sẽ tìm những người tài năng trong khuyết điểm đó khỏa lấp vào. Đó là phương châm mà tôi hy vọng có một ngày nào đó có thể chia sẻ được với các bạn, là một cái phương châm mới mà đi ngược lại những lời của cha ông, cái cách dạy học cũ rằng là có khuyết điểm phải cố gắng khắc phục khuyết điểm, và có ưu điểm rồi thì cứ giữ nguyên như vậy và tập trung thời gian để mà khắc phục khuyết điểm. Mình sẽ phân tích vào một ngày khác, rất là hấp dẫn và phải nói là một cuộc cách mạng thay đổi. Và đây là tất cả những vĩ nhân mà theo đuổi điều bí kíp của họ. Ok, thì hôm nay có 5 điều thì
đó là từ cá nhân của mình thì chắc chắn các bạn đã từng theo đuổi Tai Lopez rồi thì sẽ có được những cái điều hay hơn nữa, thì xin chia sẻ phía dưới và tiếp tục gặp lại mình vào chủ nhật tuần sau. Mình sẽ cover một vĩ nhân mới mà sẽ rất là phù hợp với những cái người chủ doanh nghiệp của mình như thế này và mình có thể thực hành được. Cái chúc các bạn một cuối tuần thật vui vẻ và thành công trong một tuần mới. Xin chào.